thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì là vào đầu tháng rồi. Nguyễn Hiếu xin gửi tới quý vị và các bạn một đôi loa cây đến từ nước Đức, mang thương hiệu là Canton. Và đây là một đôi loa thì có thể nói là khá là nổi tiếng trên mạng đây. Nhưng ở Việt Nam thì em chưa tìm thấy nhiều về cái thông tin của cái loa này. Đây là một chiếc loa có model là Canton CD3200 Active, và nó có công suất là từ 200W cho đến 200W, 300W về nghe nhạc, 260W, và là một chiếc loa có giải tần từ 27 cho đến 30.000 Hz, made in Germany, và nó kèm thêm âm ly và cục nguồn điện đây. Và chiếc loa này thì có một chất âm rất là hay, và các bác có thể nhìn thấy rất đẹp. Đây là một đôi loa cây rất đẹp, đặc biệt là để vào những căn hộ chung cư mà nó khá hiện đại, thì phải nói là nó có một cái hình dáng rất đẹp để có thể vừa bày đặt chơi hình cũng như là chơi chất âm của nó rất là hay, và đặc biệt là rất là tiện bởi vì nó có âm ly, nó có bộ phận âm thanh tích hợp với âm ly rồi. Chúng ta có thể cắm cái đường dây điện thoại vào thôi, chỉ cần mỗi đường dây điện thoại vào là có thể là nghe chất âm rất hay. Và sau đây em sẽ gửi tới các bác về cái âm thanh của nó. Sau đây em sẽ quay thử một đoạn video và test âm thanh các bác nghe bằng tai nghe nhé, để thấy được cái chất lượng của nó. Em chỉ việc cắm điện thoại vào thôi. Tiếng bát rất là mạnh. Tiếng bát hay thôi rồi. Bé như có võ. Chân dầm mưa trong vắng vội.
Chào thầy các bạn. Bữa thì nghe to lắm. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bên bóng, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình sống trời. Vâng, kính mời quý vị và các bạn giao lưu qua số điện thoại 0388 350 888 hoặc số Zalo 0386 211 200. Xin chân thành cảm ơn.